sinh nghiệp duyên phẩm thứ ba. Phật mẫu thưa hỏi, lúc đó Đức Phật mẫu là Bà Ma Gia Phu Nhân chắp tay cung kính mà hỏi ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thánh giả, chúng sinh trong cõi Diêm Phù Đề tạo nghiệp sai khác cảm thọ quả báo ra thế nào? Ngài Địa Tạng Bồ Tát đáp rằng: Trong nghìn muôn thế giới cho đến quốc độ, hoặc nơi thời có địa ngục, nơi thời không có địa ngục, hoặc nơi thời có hàng nữ nhân, nơi thời không có hàng nữ nhân, hoặc nơi thời có Phật pháp, nơi thời không có Phật pháp. Nhân đến bậc Thanh Văn và Bích Chi Phật cũng sai khác như thế, chớ chẳng phải riêng tội báo nơi cõi địa ngục sai khác thôi đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Bồ Tát rằng: Tôi muốn nghe tội báo trong cõi Diêm Phù Đề chiêu cảm lấy ác đạo. Ngài Địa Tạng đáp rằng: Thánh mẫu, trông mong ngài lắng nghe nhận lấy, tôi sẽ lược nói việc đó. Thánh mẫu bạch rằng: Xin thánh giả nói cho. Bồ Tát lược thuật. Bấy giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa thánh mẫu rằng: Danh hiệu của những tội báo trong cõi Nam Diêm Phù Đề như dưới đây: Như có chúng sinh chẳng hiếu thảo với cha mẹ, cho đến giết hại cha mẹ, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục, mãi đến nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh nào có lòng ác, làm thân Phật bị thương chảy máu, khinh chê ngôi Tam Bảo, chẳng kính kinh điển, cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh xâm tổn của thường trụ Ô Phạm Tăng Ni, hoặc tứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền, hoặc giết hoặc hại, những chúng sinh đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Như có chúng sinh giả làm thầy sa môn, kỳ thật tâm chẳng phải sa môn, lạm dụng của thường trụ, trái phạm giới luật, gạt gẫm hàng bạch y, tạo nhiều điều tội ác, hạng người như thế phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Hoặc có chúng sinh trộm cắp những tài vật lúa gạo, đồ ăn uống y phục của thường trụ, cho đến không cho mà lấy một vật, kẻ đó phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không lúc nào mong ra khỏi được. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nếu có chúng sinh nào phạm những tội như trên đó, thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián, cầu tạm ngừng sự đau khổ chừng khoảng một niệm cũng không được. Bà Ma Gia Phu Nhân lại bạch cùng Địa Tạng Bồ Tát rằng: Thế nào là vô gián địa ngục? Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, bao nhiêu địa ngục ở trong núi Thiết Vi, lớn có 18 chỗ, thứ kế đó 500 chỗ, danh hiệu đều riêng khác nhau, thứ kế đó lại có 1000 danh hiệu cũng đều riêng khác nhau. Nói về địa ngục vô gián đó, dắp vòng ngục thành hơn 8 muôn dặm, thành ngục thuần bằng sắt cao đến 1 muôn dặm, lửa cháy trên thành ngục không có chỗ nào hở trống. Trong ngục thành đó có các nhà địa ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khác. Riêng có một sở ngục tên là vô gián ngục này châu vi 1 muôn 8000 dặm, tường ngục cao 1 muôn dặm, toàn bằng sắt cả, lửa cháy hực hở suốt trên suốt dưới, trên tường ngục rắn sắt chó sắt phun lửa, đuổi nhau chạy bên này sang bên kia. Trong ngục có giường rộng khắp muôn dặm. Một người tội tự thấy thân mình nằm đầy chật cá trên giường, đến nghìn muôn người thọ tội cũng đều tự thấy thân mình nằm đầy chật cá trên giường. Đó là do vì những tội nghiệp mà cảm vời ra như thế. Lại những chúng sinh chịu những sự khổ sở, trăm nghìn quỷ dạ xoa cùng các loài ác quỷ răng nanh bén nhọn giường gươm, cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng, móc ruột bằng chặt, lại có quỷ dạ xoa khác cầm chĩa lớn bằng sắt đâm vào mình người tội, hoặc đâm trúng miệng mũi, hoặc đâm trúng bụng lưng, rồi lên trên không, lấy chĩa hứng lấy để lại trên giường, lại có diều hâu bằng sắt mổ mắt người tội, lại có rắn sắt cắn đầu người tội, nơi lóng đốt khắp trong thân thể đều lấy đinh dài đóng xuống giường, kéo lưỡi người tội ra rồi cày vừa trên đó, lôi kéo người tội, nước đồng đổ vào miệng, dây sắt nóng đỏ quấn lấy thân người tội, một ngày một đêm, muôn lần chết muôn lần sống lại, cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ra khỏi được. Lúc thế giới này hư hoại, thời sinh nhờ qua địa ngục ở thế giới khác. Lúc thế giới khác đó hư hoại, thời lại sinh vào cõi khác nữa. Lúc cõi khác đó hư hoại, thời cũng xoay vần sinh vào cõi khác. Đến khi thế giới này thành xong, thời sinh trở về thế giới này. Những sự tội báo trong địa ngục như thế đó. Lại địa ngục do có 5 điều nghiệp cảm nên kêu là vô gián. 5 điều đó là những gì? 1. Tội nhân trong đó chịu khổ ngày lẫn đêm cho đến trải qua số kiếp không lúc nào ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 2. Một người tội thân đầy chật cả ngục,
Nhiều người tội lỗi mỗi thân cũng đều chật đầy cả mục nên gọi là vô gián. Ba những khí cụ để hành hình tội nhân như chĩa ba, gậy, diều hâu, rắn, sói, chó, cối giã, cối xay, cưa đục, dao mát, chảo dầu sôi, lưới sắt, dây sắt, lửa sắt, ngựa sắt, da sống liền dầu, nước sắt nóng dưới thân, đói thời ăn hoàn sắt nóng, khát thời uống nước sắt sôi, từ năm trận kiếp cho đến vô số kiếp, những sự khổ sở nối nhau luôn không một giây ngừng ngớt nên gọi là vô gián. 4. Không luận là trai hay gái, mường mán mọi rợ, già trẻ sang hèn, hoặc là trời là rồng, hoặc là thần là quỷ, hễ gây tội ác theo đó mà cảm thấy cả đều đồng chịu khổ nên gọi là vô gián. 5. Nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó, thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếp, mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại, cầu tạm ngừng chừng khoảng một niệm cũng không đặng, trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đặng thọ sinh, do vì lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián. Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa rằng: Thánh mẫu, nói sơ lược về địa ngục vô gián như thế đó, nếu nói rộng ra, thời những khí cụ để hành tội cùng những sự thống khổ trong địa ngục đó, dầu đến suốt một kiếp cũng không thể nào nói cho hết được. Bà Ma Gia Phu Nhân nghe Ngài Địa Tạng Bồ Tát nói xong, không xiết lo dầu, bà chắp tay đảnh lễ Bồ Tát mà lui ra. Ha ha ha, Bổn Sa Môn Ni So ha ha.